Bạn biết gì về chiếc máy in này? Có 4 điều để nói về em này. Thứ nhất là thiết kế rất là nhỏ gọn màu trắng như thế này. Cái thứ hai nữa là cái máy này của hãng Xprinter. Đây là một hãng đã được tồn tại 16 năm trên thị trường, chuyên về dòng máy in mã vạch. Kế tiếp nữa là cái máy này gần như ít hư hỏng vật. Và khi mà dùng máy này rất là tiện nha, chúng ta có thể mà in đơn hàng trên điện thoại hoặc chúng ta có thể in trên máy tính như thế này, rất nhỏ gọn tiện lợi. Và đặc biệt khi mà các bạn mua máy in đơn hàng tại Sài Gòn Tech Shop như thế này, các bạn sẽ được tặng 3 món quà nha. Món quà đầu tiên đó là cái khay đựng giấy. À, cái khay đựng giấy như thế này thì nó có thể để được cái dòng giấy cuộn. Đây, giấy cuộn để giúp chúng ta có thể là dùng cho máy nè. Cái thứ hai nữa, ngoài cái dòng giấy cuộn ra thì cái khay đựng giấy này có thể để được những cái dòng giấy sắp như thế này, rất là tiện lợi luôn. Tên. Và đây là món quà thứ hai. Sài Gòn Tech Shop sẽ thiết kế cho tất cả các bạn những cái thư cảm ơn như thế này. À, nếu mà các bạn muốn là thư cảm ơn to thì như thế này, còn nếu mà chúng ta muốn thư cảm ơn nhỏ là vừa cảm ơn khách hàng và vừa cảm ơn shipper thì chúng ta thiết kế những file nhỏ như thế này. Thì các bạn nhiệm vụ các bạn chỉ cần cho cái thông tin của shop và những hoặc là những cái thông tin mình muốn thể hiện trên thư cảm ơn thì Sài Gòn Tech Shop sẽ thiết kế riêng cho bạn nha. Cái món quà thứ ba nữa là vô cùng đặc biệt quan trọng, đó là Sài Gòn Tech Shop sẽ gửi các bạn một cái combo hơn 10 video để hướng dẫn xử lý những đơn hàng từ Tech Shop kể từ khi mà bắt đầu nhận đơn đến khi mà xác nhận đơn hàng, cũng như là xử lý liên quan đến việc rút tiền các bạn nha. Và còn gì nữa, hãy nhanh tay bấm vào giỏ hàng bên dưới để được hưởng những ưu đãi cực kỳ đặc biệt này từ Sài Gòn Tech Shop bạn nha.